Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe, review và tóm tắt chuyện Sao Phải Quá Đa Tình của tác giả Cúc Tử. Thể loại chuyện Thanh Mai Trúc Mã, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt Ngào Ấm Áp HE. Chuyện hoàn 37 chương và 4 chương ngoại truyện. Thêm một bộ truyện Thanh Xuân Vườn Trường, Thanh Mai Trúc Mã đặc sắc nữa. Bản thân mình vốn kén thể loại này, nhưng từ khi xem xong Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân thì hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ. Từ đó cứ thể loại này là nhiệt tình nhảy hố. 37 chương, 4 ngoại truyện. Không dài nhưng đủ để kể lại câu chuyện tình yêu ngọt ngào của đôi Thanh Mai Trúc Mã, Đinh Dật và Thẩm Trường Đông. Ban đầu mình không hiểu tại sao tên của truyện lại là Sao Phải Quá Đa Tình. Cái tên này có thể gợi cho người đọc một chuyện tình buồn ngược tâm đau đớn, nhưng thật sự khi đọc xong chuyện, bạn sẽ chỉ có cảm giác ngọt ngào và bình yên mà thôi. Đinh Dật, cô con gái rượu của nhà họ Đinh, từ nhỏ đã không hề thua kém ai về khoản đánh nhau, khiến đám bạn học phải kính nể mà gọi một tiếng Dật tỷ. Còn Thẩm Trường Đông thì cứ như một ông cụ non, luôn ở bên cạnh cô lải nhải và thu dọn tàn cuộc mỗi khi cô gây chuyện. Hai đứa trẻ cứ lớn lên như thế, tình cảm cũng lớn dần, nhưng hình như chỉ có Thẩm Trường Đông nhận ra tình cảm của mình thay đổi, còn Đinh Dật vẫn cứ vô tư vô lo, cô bé cũng không phải người quá đa tình. Lên trung học, Thẩm Trường Đông phải chuyển về Nam Kinh, Đinh Dật bước vào một môi trường mới. Cô lần đầu tiên nếm trải cảm giác thích một người, dĩ nhiên đó chỉ là chút rung động đầu đời, nhưng đối với đứa trẻ mới lớn như Đinh Dật, cảm giác đó như cơn gió xuân tươi mát, lúc nào cũng dạo rực vườn quanh. Đinh Dật bắt đầu tiếp cận Chu Văn Bân. Cô không cố ý làm như vậy, chỉ là cảm xúc của thiếu nữ khi yêu muốn lại gần người mình thích một chút. Cô ngây ngô tổ chức họp lớp đi chơi, cố ý ghép mình chung một tổ với Chu Văn Bân. Mục đích cũng chỉ đơn giản là muốn gần cậu ta một chút. Thế nhưng cô không ngờ lần đi chơi đó lại khiến cho cô giáo Hóa Văn Tĩnh, mẹ của Chu Văn Bân, nhìn nhận cô là một đứa trẻ hư hỏng, mới tí tuổi đầu lại dụ dỗ con trai bà. Lần đầu tiên Đinh Dật có cảm giác xã hội thật ra phức tạp như vậy. Có thật nhiều loại người, cũng có thật nhiều lý lẽ buồn cười. Chu Văn Bân trước mặt cha mẹ khẳng định cậu không thích cô, lại chắc chắn trước đây tiếp cận cô chỉ vì giúp mẹ tìm hiểu học sinh chống đối là cô. Lúc đó, chút rung động đầu đời của cô chợt tan biến. Đinh Dật nghĩ, sao cô phải quá la tình như vậy? Lên đại học, Đinh Dật đến Bắc Kinh, nơi cô đã từng xác định sẽ theo đuổi ước mơ tại đây. Thẩm Trường Đông cũng từ Nam Kinh theo cô đến Bắc Kinh. Đinh Dật từ sau khi trổ mã đã trở nên xinh đẹp không ngờ, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Nam chính Thẩm Trường Đông trước đây hình tượng vẫn có chút gì đó khờ khạo, đã lộ rõ nguyên hình. Đinh Dật về sau có chút cảm khái, rõ ràng tên này là một trúc mã nham hiểm phúc hắc, đội lốt cừu non ngây thơ mà. Thẩm Trường Đông hỏi cô, có biết ba việc bắt buộc phải làm ở trường đại học là gì không? Cô trả lời, không biết, chắc là có học tập. Thẩm Trường Đông lại nói, đương nhiên đó là học tập, đoàn hội và yêu đương. Vậy là sau đoạn hội thoại khó hiểu kia, cô đã ngây ngô lọt lưới, đồng ý trở thành bạn gái tạm thời của Thẩm Trường Đông. Bạn gái tạm thời, nói cho cùng vẫn chỉ là bạn gái mà thôi. Thẩm Trường Đông thật sự quá xào quyệt rồi. Năm thứ nhất đại học rồi cũng qua đi, tình cảm mười mấy năm của hai người cuối cùng cũng phát triển thành yêu đương. Đinh Dật vẫn cứ ngây ngô vô tư như vậy. Cuộc sống xoay cô trong chóng với việc học tập, giành học bổng, rồi chuyển ngành học. Đằng sau cô vẫn là một Thẩm Trường Đông ấm áp, lo lắng cho cô như vậy. Không có đôi tình nhân nào mà không có lúc giận nhau rồi cãi vã. Thẩm Trường Đông và Đinh Dật cũng vậy. Dù không nhận ra nhưng rõ ràng Đinh Dật rất để ý đến bạn trai tạm thời Thẩm Trường Đông. Vì sợ cậu hiểu lầm nên nói dối không thể tham gia buổi tiệc với Waza, người bạn Nhật Bản mà cô quen nhiều năm trước khi đến Bắc Kinh. Mục đích của Đinh Dật thì rất rõ ràng, cô chỉ muốn thực tập một chút từ công việc của Waza mà thôi. Thế nhưng Thẩm Trường Đông lại hiểu lầm. Cậu không ngờ Đinh Dật lại nói dối cậu. Quen một người bạn gái quá xinh đẹp và nổi bật, cậu cũng có những điều phải lo lắng chứ. Vậy là hai người chiến tranh lạnh. Đinh Dật cũng không thèm để ý, cô lao vào học tập điên cuồng. Nhưng không ngờ chỉ một tuần sau, cô lại thấy hình ảnh Thẩm Trường Đông thân mật với cô nàng cổ lệ trên diễn đàn trường đại học mở. Không phải chứ, rõ ràng tên tiểu tử này một chân đạp hai thuyền, trước đó lại bảo vệ cô nàng cổ lệ trước mặt cô. Khăng khăng khẳng định giữa hai người bọn họ không có gì mờ ám. Đinh Dật đột nhiên ngất xỉu, tỉnh dậy là hình ảnh Thẩm Trường Đông lo lắng đến cực điểm. Đinh Dật muốn chia tay, cô rõ ràng bây giờ đã hiểu rõ tầm quan trọng của Thẩm Trường Đông trong lòng mình. Thanh Mai Trúc Mã khờ khạo ngày xưa thật sự đã xảo quyệt mà trộm mất trái tim cô rồi. Nhưng giờ đây cậu ta đã thích người khác, cậu ta phản bội cô. Đinh Dật mắc phải chướng ngại tâm lý, không thể kiểm soát được bản thân. Thẩm Trường Đông chỉ có thể thở dài mà từ tốn giải thích, còn tìm cổ lệ đến để nói rõ ràng, chặt đứt mọi suy nghĩ viễn vông của cô ta. Cuối cùng Đinh Dật cũng thỏa hiệp, cô
Cô biết gần đây cô không kiểm soát được bản thân, cô ngoan ngoãn mà dọn về ở chung với Thẩm Trường Đông để bạn trai chăm sóc mình. Cuộc sống đại học trôi qua rất nhanh, Thẩm Trường Đông cũng dần dà lộ hết nguyên hình nham hiểm phúc hắc. Giờ đây đã lừa được Đinh Giật về sống cùng, lừa được cô lên giường, kết hôn, sinh con cho hắn. Đinh Giật sau khi sinh con tiếp tục học lên tiến sĩ, Thẩm Trường Đông thì đã ra xã hội lăn lộn từ lâu, giờ đây cũng bắt đầu gây dựng sự nghiệp cho bản thân. Cuộc sống của họ viên mãn hơn khi có cậu con trai đáng yêu từ nhỏ đã thừa hưởng bản chất phúc hắc của bố, một kết cuộc ngọt ngào viên mãn. Đọc hết bộ truyện, dư âm của sự ngọt ngào vẫn còn vang vọng trong lòng người đọc. Sự thắc mắc về cái tên của truyện giờ đây cũng quá rõ ràng rồi. Sao phải quá đa tình? Trước đây trong đoạn tình cảm mới chấm nở với Chu Văn Bân, Đinh Giật không quá đa tình, nhưng Chu Văn Bân sao phải quá đa tình như vậy? Ôm đoạn tình cảm với cô cho tới tận ngày kết hôn. Sao phải quá đa tình? Lý Bối Bối ôm mối tình hơn 10 năm với anh họ của Đinh Giật, Đinh Kiến Quân, cuối cùng chỉ có thể đau khổ trong im lặng ngày Đinh Kiến Quân kết hôn. Sao phải quá đa tình? Cổ Lệ luôn tự cho rằng mình xinh đẹp nhất cũng sẽ hấp dẫn được Thẩm Trường Đông, nhưng hóa ra tất cả cũng chỉ là do cô ta tự mình đa tình. Ngoài bạn gái, Thẩm Trường Đông sẽ chẳng quan tâm đến một ai khác nữa. Đinh Giật chung quy không phải là người quá đa tình, nhưng chỉ cần nghĩ về hai người một lớn một nhỏ ở nhà đã cảm thấy yêu thương tràn ngập. Đã yêu sao phải quá đa tình? Trích đoạn trong truyện. Còn nhớ khi đó thấy cô mặt mũi đầy máu me, người lớn hai nhà đều hoảng sợ, vội vàng đưa cô đến bệnh viện nơi mẹ làm việc để khử trùng và băng bó vết thương. Mẹ còn ôm cố khóc. Con nhóc này vốn đã xấu, ngoài làn da ra thì chẳng có ưu điểm gì. Bây giờ mặt còn xước xác thế này, về sau không biết có gả đi được không đây. Ba và cả nhà bác Thẩm nghe vậy đều thấy rất khó xử. Thẩm Trường Đông về nhà bị ăn đòn một trận nên thân, bị phạt quỳ dưới giàn nho trong sân. Không được phép vào nhà, cũng không được phép ăn cơm. Không thể tưởng tượng nổi một cậu bé 7 tuổi xưa nay có vẻ yếu ớt mà không hề kêu rên lấy một tiếng, ngoan ngoãn chịu phạt. Cuối cùng ba mẹ cô không thể cứ thế nhìn, bèn kéo cô sang khuyên bảo. Vốn cô cũng không thấy chuyện này có gì phải trách cứ Thẩm Trường Đông, cho nên liền theo chân ba mẹ sang xin vợ chồng bác Thẩm bỏ qua cho con trai họ. Hai vợ chồng nhà họ Thẩm cũng rất xót con, nếu không phải con trai gây họa lớn thì cũng chẳng đành lòng phạt nặng nề. Huống hồ bắt cậu bé quỳ ngoài sân là để cho nhà họ Đinh xem là chính. Bây giờ nghe khuyên nhủ vậy cũng bèn ỡ mờ bảo con trai đứng dậy vào nhà. Thẩm Trường Đông lại hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ. Tuy không hề khóc lóc nhưng nhờ ánh đèn trong sân cũng có thể thấy hai mắt cậu bé đã sưng đỏ. Cậu nhíu đôi mày thanh tú, lo lắng hỏi. Dì nói mặt mũi Đinh Giật xước xát thế kia không gả đi được, có phải nếu con đứng dậy sẽ phải lấy cậu ấy không? Người lớn hai nhà bị câu hỏi của cậu bé làm cho sững sờ. Thẩm Trường Đông thấy mọi người không có phản ứng, cho rằng đã nhận được một đáp án khẳng định, cái miệng nhỏ nhắn không kìm được lại méo sạch. Cậu tiếp tục quỳ xuống. Con vẫn nên tiếp tục quỳ phạt. Thẩm Trường Đông vì chính bản thân mình mà đưa ra lựa chọn. Sau khi hiểu ra, người lớn hai nhà đều cười phá lên. Mối thù giữa Đinh Giật và Thẩm Trường Đông cũng từ đó mà bắt đầu. Từ khi đi nhà trẻ, Đinh Giật đã là thủ lĩnh của đám trẻ con, thành tích học tập tốt, đánh nhau cũng chưa bao giờ thua, có thể nói là văn võ song toàn. Bây giờ lại bị thằng nhóc Thẩm Trường Đông bất tài, miệng còn hôi sữa kia ghét bỏ, thù này không báo thì cô không phải là con gái. Từ đó về sau, thịt cá trong hộp cơm của Thẩm Trường Đông cơ bản sẽ chui hết vào dạ dày của cô. Lý do là vóc dáng cô thấp bé, cần bổ sung dinh dưỡng. Cặp sách nặng của cô cũng đưa cho cậu vác, lý do cũng vẫn là do cô thấp bé không thể bị đè nặng. Thế nhưng dù như vậy, 5 năm qua đi, cô vẫn yên ổn ngồi ở chiếc ghế xếp có tay vịn lùn nhất trong lớp, lên đến lớp 6 mà vẫn chỉ có thể ngồi ở hàng đầu tiên. Tuy chiều cao xếp cuối cùng trong lớp, nhưng thành tích của cô lại luôn luôn đứng đầu. Thẩm Trường Đông thì kém hơn một chút, nhờ vào việc làm hàng xóm của Đinh Giật ban tặng. Mỗi lần cậu thi trượt, tin tức đều truyền đến tai ba mẹ đầu tiên. Có công báo cáo, Đinh Giật sẽ được thưởng đồ ăn vặt ngon, mà thường thường những món đồ ăn vặt đó là ba mẹ để dành cho cậu. Ăn đi, cho cậu ta béo như con lợn con luôn. Nhìn vẻ đắc ý của Đinh Giật, Thẩm Trường Đông ác độc nghĩ thầm, người cô hình tròn, mặt cũng hình tròn, rất giống quả bóng da. Hôm nay vận khí tốt, mãi đến tận lúc tan học mà cô giáo toán vẫn không nổi giận. Chuông báo hết giờ vừa vang lên, học sinh chen lấn chạy ra ngoài, rốt cuộc cũng đã chịu đựng qua một tiết cuối cùng. Trương Bình, hôm nay đến lượt cậu ở lại làm vệ sinh, không được bỏ trốn. Mỗi lớp học đều có vài đứa trẻ cá biệt. Trương Bình là một trong số đó. Mỗi lần đến lượt cậu ta và bạn cùng bàn là Vương Diễm Trực Nhật, cậu ta toàn lén bỏ về, đổ hết công việc cho Vương Diễm điềm đạm ít nói.
hôm nay Đinh Giật muốn làm đến cùng chức trách giám sát của lớp trưởng. Lớp trưởng đại nhân, cậu quan tâm đến nhiều chuyện quá rồi đấy, vệ sinh có người làm rồi mà vẫn chưa được sao? Vừa nói cậu ta vừa đưa mắt lườm Vương Diễm. Vương Diễm vội vàng cúi đầu cầm lấy cây chổi. Trương Bình cười đắc ý xách cặp đi ra ngoài. Đinh Giật đứng ngay gần cửa ra vào bèn nhanh chóng chặn cửa nói: Cậu như thế này là trốn lao động, còn bắt nạt bạn. Hôm nay cậu mà còn bỏ trốn tớ sẽ mách cô giáo. Trương Bình cao hơn cô gần một cái đầu, cậu ta tiến lại gần nhìn xuống. Đừng tưởng làm lớp trưởng thì giỏi lắm, thử chọc tức xem bố mày trừng trị mày thế nào. Đinh Giật phẫn nộ: Cậu dám! Giọng cô vừa the thé vừa vang, làm mấy bạn đang ở trong phòng giật nảy mình. Trương Bình cũng sững sờ, lập tức nhận ra từ trước tới nay Đinh Giật không bao giờ tuân lời cậu ta. Cậu ta hơi xấu hổ nên càng phát cáu, vươn tay đẩy cô. Đinh Giật không đề phòng bị đẩy một cái liền lảo đảo. Đinh Giật hét lên rồi vơ cây chổi rơm lớn dùng để quét sân ở phía sau cánh cửa, đập túi bụi vào người Trương Bình. Không biết vóc dáng cô nhỏ bé mà lấy đâu ra sức lực lớn như vậy. Trương Bình không có vũ khí bị cô đập cho dính đầy bụi đất. Mấy lần muốn túm cây chổi nhưng toàn bắt trượt. Mãi đến khi mấy học sinh khác tới can ngăn, Đinh Giật mới dừng tay, nhưng vẫn còn lẩm bẩm: Dám đẩy bà mày, không muốn sống nữa à? Thẩm Trường Đông nhíu mày: Đinh Giật, cậu lại nói bậy. Đinh Giật bị đẩy. Thấy Đinh Giật bị đẩy, điều mà cậu và những bạn học khác lo lắng đến toát mồ hôi lạnh không phải là sự an toàn của cô, mà là của Trương Bình. Học sinh mới chuyển đến không lâu, cậu ta mới đến nên còn chưa thấy Đinh Giật dạo ai. Còn bọn họ thì đều hiểu cô rất rõ. Nhìn người bị hại là Trương Bình, cậu ta dính đầy bụi đất, trên mặt còn có mấy vết xước đang rớm máu. Tất cả mọi người còn đang thầm khiếp đảm Đinh Giật ra tay quá hung ác, thì thấy cô tét miệng cười ngọt ngào: Mau dọn dẹp vệ sinh đi, nếu không thì không kịp về nhà xem Transformer đâu. Trương Bình ngó Đinh Giật đang nhàn rỗi chặn ở cửa ra vào, chần chừ một lúc đành đi quét dọn cùng Vương Diễm. Trên đường về nhà, Đinh Giật cực kỳ vui vẻ ngâm nga một bài hát thiếu nhi, bỗng nhớ ra chuyện gì. Cô quay đầu chất vấn Thẩm Trường Đông đang vác hai chiếc cặp sắt bên cạnh: Hôm nay lỗ tai nào của cậu nghe thấy tớ nói bậy? Tớ cũng không đánh nhau, đã nghe rõ chưa hả? Mẹ cô quyết chí bồi dưỡng cô thành một thục nữ, nói là như vậy có thể bù đắp lại những thiếu sót bề ngoài của cô. Nếu mẹ biết được cô lại đánh nhau, chửi người thì không biết sẽ càm ràm mấy ngày nữa. Thẩm Trường Đông không đồng ý cũng không phản bác, chỉ lơ đãng hỏi: Hôm nay cậu làm sao vậy? Giận dữ đến nỗi không khống chế được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nghe thêm nhiều review và tóm tắt chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.